Đây, ví dụ thầy ví dụ một này, các bảng giá trị tương ứng xy được cho về bảng sau. Đây xy. Được chưa? Người ta hỏi rằng là đại lượng y có phải hàm số của đại lượng x hay không? Thì chúng ta quan sát này. Bước 1 thì chúng ta xem mỗi giá trị của x đều có một giá trị tương ứng của y. Thầy có x bằng âm 4 thì y bằng âm 3. X bằng âm 3 thì y bằng âm 2. X bằng âm 2 y bằng âm 1. X bằng âm 1 y bằng 0. Và vân vân. X bằng 1 y bằng 2. X bằng 2 y bằng 3. X bằng 3 y bằng 4. Và x bằng 4 thì y bằng 5. Thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là mỗi giá trị của x thì đều cho một giá trị của y tương ứng. Được chưa ạ? Thứ hai này là thầy xét tính duy nhất thì chúng ta thấy là cứ một x này, x bằng âm 4 thì chỉ có y bằng âm 3 thôi. Đây là duy nhất. X bằng âm 3 thì y bằng âm 2 cũng là duy nhất, vân vân. Vậy chúng ta có nhận xét là một giá trị của x thì có một giá trị của y duy nhất. Vậy chúng ta khẳng định rằng là đại lượng y là hàm số của đại lượng x, gọi là biến số x. Đúng nào? Chúng ta kết luận được đúng nào? Nha, ví dụ 1 này. Thứ nhất là chúng ta có là mỗi giá trị vì này. Mỗi giá trị của biến x thì cho ta một giá trị của biến y.